Tắm một chậu vậy là mất bao nhiêu phút thầy? Chưa được 5 phút. Trong thời gian mình làm bông thì nó lâu, chứ còn cắm lên ví dụ như tay mình mà làm điêu luyện một thầy giáo dạy cắm hoa chưa đầy 5 phút là có cái hoa đẹp. Còn nếu tỉ mỉ thời gian lâu 15 phút. Rồi trong thời gian mà nửa tiếng là cho thời gian cho mình, nó nghĩa là tìm các dụng cụ như cắt mót, chế nước vào, rồi lấy ra kẽm uống, hoặc có thể dùng lá, dùng đồ đó mình cắt ra từng ngọn. Cắm hoa cũng có thầy, đi học cũng có thầy, thấy không? Còn nhỏ kia bằng mấy học sinh. Còn khi mà cấp 2, cấp 3 thì ta cũng gọi là học sinh. Mà khi học đại học gọi là sinh viên. Mà học đại học ra trường rồi ta kêu cũ sinh viên. Giống như tụi con gặp ai cũng là thầy của chúng ta. Khi mà người đời cũng ai cũng là thầy chúng ta, và người tu cũng gặp ai cũng là thầy của mình. Mình phải lễ phép trang nghiêm, gặp người đời thì chắp tay hoặc là chào xá, bắt phanh tay khưa chào. Lễ phép, ví dụ gặp ông bà nó khưa ông, khưa bà, khưa bác, khưa chú, khưa ông cố, bà cố, ông nội, bà nội. Còn gặp quý thầy là chắp tay mô phật, chào thầy, chào sư, hiểu không? Phải tôn trọng tất cả những cái người lớn tuổi hơn mình. Giống như thầy giờ 43, năm nay 43, thì các con từ 20, 25 đáng tuổi cháu của thầy, đáng tuổi con ruột của thầy. Thì mình ra đường mình phải tôn trọng, thấy ông sư mà cỡ bằng mình thì cũng gọi là sư thầy, là như thầy giáo của mình. Còn thấy ông thầy mà đáng tuổi cha tuổi mẹ mình thì gọi là ông của mình, là thầy cao cả của mình, mà chẳng những thầy của cha mẹ mình nữa, thấy không? Mà thầy của ông bà ông cố ông nội mình nữa, mà mình lại hổ. Rồi hai nữa, khi địa phương có một ông thầy về cái địa phương mình, hoặc là cháu nội cháu cố cháu ngoại hay làng xóm mình có một ông sư tu, phải kêu thầy xưng con. Dù 100 tuổi, dù giai là ông cố ông nội cũng phải thầy. Mà khi đến chùa là phật tử ngồi dưới đất, không được ngồi ghế. Việt Nam mình đặc biệt do các vị tổ, vị thầy, các thầy trụ trì, do lạc nào mà phật tử đến chùa để được ngồi ghế, phật tử phải quét sạch ở nền đất, ngồi dưới đất quỳ lại ba lại rồi mới đầu nói chuyện với ông sư ông thầy trụ trì. Lại phật tử muốn ngồi cho ngồi, rồi ngồi ghế bằng với ông trụ trì, bằng với ông sư, đâu có phép đến chùa. Ông sư đó tu dù không có giấy tờ cũng phải ngồi dưới đất quỳ lại, chứ muốn ngồi ngang hàng, ngồi ngang hàng với ông sư hoặc ngồi bằng với ông sư là không được phép. Mình ngồi ở sau và ngồi ở dưới, còn mấy ngồi dưới đất luôn, quỳ lại ông sư đó. Còn cái này đến ra vẻ lúc nào cũng dạy đời người ta, kêu người ta phải theo mình, mà tại sao mình không giáo dục cho người khác đúng? Nên thầy nói thì giữ, tham lam thì giữ, nói thì nói láo, ăn thì ăn, ngủ thì ngủ giường cao, mệnh ấm, ngủ máy lạnh. Nhưng mà cái ăn học trình độ không có, giáo dục cũng có, mà là cứ tuổi trẻ ta ăn học hành tài, cái kêu mày kêu tao hỗn hào, phải không? Giống chùa đi, ông thầy mà kêu anh kêu em, trời ơi, kêu giống như bạn bè, như là anh em đó, như người thân trong gia đình. Ta kêu anh em cô bác dì chú là chỉ người thân gia đình của mình thôi. Còn ta khi khách ở ngoài đường đến cơ quan ta quý ông quý bà, chứ không có ai đến là mình cũng kêu anh kêu em được. Dù già cũng kêu ông cần gì, mà mấy bà lận ta cũng có quý bà cặn gì, chứ không tới gặp ai cũng bằng nhau đâu. Ăn nói ngang bướng lộn lạo, nói trên trời dưới đất.
giờ người ta thấy người tu, ông thầy trụ trì lại ba lại, rồi mình chắp tay nói ở ngồi quỳ dưới đất, quỳ chân dưới đất, còn mấy ngồi dưới đất chứ không được ngồi với ông thầy. Em mẫn hô lớn không thầy chùa, ngon gì lễ như nhà Phật á, chứ còn ngoài làng thì mày quản lý làng là mày lớn hết, nhưng mà mình cái chùa địa phương dù ông thầy đó có giấy tờ không cho ai cấp, rồi người ta tu thì ai cấp giấy tờ, cấp không cấp cái đó không quan trọng, nhưng mà một người đó đã tu rồi thì mình phải tôn trọng. Giống như một người ăn chay mình tôn trọng ha, mà hằng nhậu nhẹt với hằng quậy phá, với hằng hằng tối ngày quậy phá làng phá xóm, với hằng vô côn vô đảng, thì với một thầy chùa thì con chọn ông nào? Thầy người ta tu là người cao cả, ta hơn mình, rồi ông thầy mà ở địa phương mình học cao hơn mình. Ví dụ như giờ mình ở lớp 2, lớp 3 hay lớp 10, cấp 2, cấp 3 thì làm sao bằng cái đứa học đại học, sao mình hô lớn hơn đại học được, đâu phải mình lớn hơn hơn cái hàng đại học đâu. Rồi cái hàng hạc sĩ với tiến sĩ, nó người ta học có một người làng đó, có một người học hạc sĩ tiến sĩ, thì người đó phải lớn hơn mấy hàng học đại học, phải không? Bây giờ thầy nói cái hàng học cao hơn thì nó về làng nó thấp hơn cái hàng địa phương, ở thấp hơn cái hàng đại học, phải không? Thứ nhất ta xét về trình độ, thứ hai xét về người ta coi theo tôn giáo nào, tôn trọng người ta, phải không? Thì cái chuyện của thầy giờ nó không có nói, đi chợ lúc nào cũng vài chục triệu, bèo nhất cũng 5-10 triệu, còn nhiều khi vài chục triệu. Đợt nào cũng vậy, ai cho thầy thì gom góp, và Tết thì mượn nợ, mượn vài 300 triệu mua bông mua hoa, qua Tết rồi lì xì trả, có gì đâu, bình thường. Mượn nợ Tết luôn. Tân sang vậy, mượn tiền trước trả tiền sau. Thì thầy nói vấn đề nhiều người cũng không có giáo dục, nhiều người cũng không có trình độ, phải không? Bây giờ thầy không báo những ai đến chùa thì bên quán uống ăn uống gì bên quán, thì cái giá họ bán ví dụ trái dừa bển 15, mà bưng qua chùa thì chùa phải lấy 5.000, tại sư cô bảo không bán thì mua bên kia, thì bả lời ví dụ mua 5 trái dừa thì bả được 5 trái 25.000, thì cái hàng cháu thầy hay anh em thầy mua bán bên đây thì 5.000 trái, 5 trái cũng được 25.000 cho sư cô già ở ngoài trước đó, hoặc cho thầy bưng qua tới đây rồi xong, mày uống xong rồi mày cũng không dẹp, mày để bàn tao dẹp tao lau hả, thì tao lấy cái tiền công mày dẹp chai nước hay dẹp trái dừa 5.000. Còn mua cho thầy uống có lấy tiền công không? Mua cho thầy cũng phải, tao nói tóm gọn là mua uống là cúng cho thầy, là ai mượn mày cho, tao không cần mày cho, tao không cần mày cúng, nhưng mà phép tắc đến là chùa là mua là phải trả tiền, ăn là phải trả tiền. Thì giờ vấn đề qua chùa, đến chùa phải bước vô cổng chùa phải mua bó nhang, thì vô chùa không mua nhang đựng vô chùa, đi chùa mà. Còn không thầy thì phải cúng, nói tóm gọn đi đến cúng dường cho thầy thì phải cúng, còn không thì đừng đến chùa. Ủa tao đâu mời tụi bay tới đâu, mà tao đâu cần tụi bay tới đâu. Bay đến thứ nhất gặp thầy niềm vui, chụp hành hay quay phim hay vấn đề chúc phúc cho thầy hay là cúng dường cho thầy, bay đến mày cúng thì bay đến. Còn chùa đâu phải chỗ bên chơi, còn mấy vô tụng kinh thì tụng kinh phải tới giờ tụng kinh, hỏi thầy mấy giờ thì thầy cho giờ dắt đến giờ tụng kinh rõ ràng, giờ tụng kinh miễn phí, nhưng mà đến trước giờ và tụng kinh xong mới mở cửa rồi mới ra, chứ đâu phải là vô đang tụng kinh rồi mày đòi vô, rồi ta đang tụng kinh cái mày la làng ha, mày xin vô đi ra đi vô đốt nhang là được phép. Đi chùa phải mua trái cây, mua hoa hỏa, mua đồ này kia, thấy không? Còn đến chùa chai nước ví dụ như thầy bán 20, mày đứa 50 đi, mày đến chùa mà chi mắc chi rẻ. Tao nói đến chùa mà mua cái gì chi mắc chi rẻ thì dùm ơn mày ra khỏi chùa dùm tao một cái, đừng có tới chùa làm gì. Đi chùa là làm phước giúp người nghèo, ví dụ như mày cho ngượng xin 50 đi, thì giờ mày mua nói gì 20 mày cho nó 50 đi, mày cũng nó cũng là nhiều hơn, thì mày cũng như mày cho nó luôn đi, theo như mày không mua mày cũng cho nó 50 rồi. Thì giờ chẳng hạn giờ mày đến chùa đi, ông thầy bán 2 chai nước cho 50 luôn, cho 500 luôn, cái đó là mình cúng chùa chứ đâu phải nghĩ là mình mua nước. Nhưng mà thầy cũng phải mua nước, phải không? Nước tất cả, nước lọc, nước bò cộng hay nước bất cứ nước gì thầy cũng bỏ vốn ra mua trước trả tiền sau. Còn ấy là mua tiền, là mua trả tiền trước luôn rồi,
vô lấy tiền lẻ là sao mà bán hết mới mới quầy vốn đó mới có lời, phải không? Thì lại làm gì tới tình trạng mà buôn bán mà nói chuyện cho được. Giống như đây là con cháu thầy cái xóm này mắc dạy đó, đến chùa kêu anh kêu em kêu mày kêu tao, mà khi mà anh em cũng chạy đến chùa mày phải lễ phép, kêu khai pháp danh nhà Phật, kêu kêu lễ nghi nhà Phật chứ đâu phải mày chi tiêm đạo được. Mày không biết thầy nói thầy ông đi tu rồi pháp danh ông tên gì hoặc cái tên nhà Phật kêu bằng gì, chứ không phải kêu tên đời kêu tên nhà. Thôi giống như nhà mình tên xấu tên đẹp gì không quan trọng, tên chữ cháy xanh thì không quan trọng, nhưng mà hỏi ông thầy ông đi tu rồi cái nhà Phật ông đặt tên gì. Phải không? Giờ ổng không đặt, ổng tự đặt ổng cho ông được. Tên tao tao đặt tên mày, mày kêu sao mày kêu vậy đi. Mày hỏi tên tao thì mày ta kêu sao kêu vậy, còn hỏi ai đặt tên cho mày nữa hả? Tao thường thường nhà cha mẹ mày đến cũng cha mẹ đặt, ông bà mày đặt, còn người đi tu thì giờ ông thầy nào đặt cũng được. Đặt không đặt gì mày lấy cái tên nào đó nghệ danh hay tên của mày thường gọi cũng được. Mày hỏi ai đặt làm chi vậy? Không lẽ giờ hỏi ai tin gì? Hồi đó ông nội mày đặt, ông ngoại mày đặt, hay ông cố mày đặt, hay là cha mẹ mày đặt, hỏi chi? Tao nói con người mắc dạy hay hỏi móc hỏi méo với hỏi hộp. Rồi ông sư cũng vậy, tu mà mày thấy ai đặt tên cho ông mà thầy nào đặt tên cho ông mà, rồi thầy ông là ai mà hỏi chi? Tao hỏi mày giờ mày chơi ha, mày tu ha, mày đến chùa gặp ông thầy để nói chuyện thì mày hỏi tên ông thầy, mày kêu gọi ông hỏi tên, mày nói thưa thầy thưa sư cái là xong. Mày hỏi chi gốc tích gì vậy? Mày điều tra để làm gì? Điều tra tích tích ông nội tụi bay hay sao để tao chửi mày, hỏi bị khùng không, phải không? Bây giờ con đến gặp thầy mày nói chuyện với tao, với mày mày vui với thầy ha, mày ngồi đó mày hỏi móc méo từ ông nội ông cố tao nhà ở đâu quê ở đâu rồi đây nhà hay chùa, mày hỏi gì chi? Nhà cũng được chùa cũng được, mày hỏi để làm gì? Mày đến nó mày gặp thầy chùa để cho mày chơi hả, phải không? Nên mày mắc dạy, cái chùa không phải để mày giỡn để mày chơi. Còn ly cà phê cũng vậy, ở ngoài 10.000 nó bưng qua đây 15.000, thì lát thầy bắt nó phải chi cho sư cô ngoài chùa 5.000, cũng như bà bán cà phê vậy đó, mua lỡ nghe bển bán 10.000 cái qua đây bà công nó tóm gọn là qua để trên bàn thầy đắt, thầy tự nhiên mà đắt tao để mày không, rồi bàn tao ngồi theo như mày đúng lẽ mày rinh cái mày tao ngồi góc nào mày phải rinh bàn ly ghế ra rồi xong mày phải lau bàn rồi mày phải dẹp ly đúng không? Tao hỏi mày giờ người phục vụ và bàn ghế tao cho mày để không, không tin mày ra Vũng Tàu đi, đặt cái ghế vô là 50, mày cứ ngồi xuống cái ghế mát hay ngồi cây dù cái là lắc nấy 50, phải không? Đâu có ai bàn nào bằng không, bàn tao mua giống như chùa hay bàn tao muốn mấy chục triệu bộ mà tao cho mày ngồi không, mày đến chùa mày ngồi không, cái chuyện không có. Mày vô quán nào bắt buộc phải mua cái nước uống tao cho mày, vô quán ăn là mày phải ăn mới được ngồi, vô quán nước mày uống mày phải trả tiền, chứ không ai mà cho mày ngồi không từ sáng tới chiều hay ngồi một phút tao cũng cho mày ngồi. Vừa đặt đến xuống là hỏi ăn gì uống gì, không có tao đuổi mày đi. Còn đến chùa cũng vậy, tao hỏi mục đích gặp thầy để làm gì, phải không? Có cúng dường lễ nghi lễ phạt hay mày cầu khỉnh gì mày phải cúng dường và mày phải lễ nghi chứ. Trong cái tình trạng mà thôi tôi đến chùa tôi chơi, chùa gì chơi mày, phải không? Chùa gì chùa chơi, phải không? Người ta đi tu mình mừng cho đất nước, mừng cho quê hương mình, mừng cho cái địa bàn để sớm mình là có cái gì, có một cái chùa mới làm, có một cái chùa lâu năm, rồi có một ông sư ông tu. Mà mừng cái là ông sư ông học càng cao mình lại càng vui mừng. Sống phải có tình có nghĩa, có làng có xóm, và sống phải kinh doanh, phải làm ăn, phải là tiền lên trên hết. Thầy nói giờ công cuộc sống này ai không cần tiền, thầy nói giơ tay lên coi. Có ông thầy chùa ông Phật nào không cần tiền? Tao nói một cách nào mà nói không cần tiền là mấy thằng tu giả dối hay mấy thằng lừa đảo, và mấy nó lừa Phật, lừa tăng, lừa đảo. Mày trong cuộc sống chịu tiền mày xây chùa có cần tiền không? Bệnh đau vô bệnh viện có cần tiền không? Rồi mày đi chạy giấy tờ có cần tiền không? Rồi mày đi mua nước uống hay là tiền điện ở chùa mày có đóng tiền điện chùa tiền điện chùa không? Rồi mày giờ mua nước khói, ví dụ mày vô nước thì cũng đóng tiền khói. Rồi giờ chùa trong sinh hoạt mua xà bông, mua bất cứ cái gì sinh hoạt trong chùa cũng cần phải mua hết, phải không?
Một là ông thầy chính tay mua, hai là Phật tử mua cúng dường cũng lấy tiền mua, hoặc là ông thầy cũng gỡ người khác đi mua cũng là đều phải tiền hết. Phải không? Thì nói cuộc sống cái gì mà không cần tiền? Con nghĩ có vấn đề lạ không? Ai mà không cần tiền? Đó, thì giờ thầy nói học cái lễ nghi, lễ phép đưa lên hàng đầu. Phải học, học ăn, học nói, học gói, học mở, tiên, học lễ, hậu, học văn. Con người phải có trình độ, có kiến thức, phải hiểu nhau, phải biết nhau. Đó, còn dòng họ anh em, nếu mình có không ăn học, không ăn học, ông tu rồi. Ví dụ như mình không kêu thầy xin con, thì ví dụ mình ngại ngại mình nói ông ơi, nay ông tu, ông pháp danh là gì? Mình kêu pháp danh. Ví dụ như ông Khách Tâm Phúc, mình nói ông Khách Tâm Phúc ha, là Tâm Phúc ơi, phải không? Tự nhiên cái ngại mình kêu ông.